Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm 2016. Năm nay, lần đầu tiên xuất hiện phương thức tuyển sinh theo nhóm trường, nghĩa là một nhóm các trường kết hợp với nhau để xét tuyển trên cơ sở dữ liệu chung. Thí sinh có thể đăng ký một lúc 4 trường. Theo đó, Bộ quy định xét tuyển trong đợt 1, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành. Đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh được đăng ký tối đa 3 trường, mỗi trường 2 ngành. Với trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường trong nhóm, Bộ quy định thí sinh có thể sử dụng số ngành tối đa được phép của từng đợt xét tuyển, 4 ngành trong đợt 1 và 6 ngành trong các đợt xét tuyển bổ sung, để đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong nhóm và sắp xếp các ngành đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên. Ví dụ, trong đợt 1, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào 4 trường khác nhau trong nhóm nếu mỗi trường đăng ký 1 ngành, hoặc đăng ký vào 3 trường khác nhau trong nhóm nếu đăng ký 2 ngành vào 1 trường và 2 ngành còn lại đăng ký vào 2 trường.